Chào mừng các bạn đã đến với kênh Bảy Lúa Vlog. Nay mình tiếp tục với series cao tốc Phan Thiết Dầu Dây. Trước mặt các bạn là đoạn cao tốc Phan Thiết và Bình Thuận. Cái đoạn này ở Vũng Mây đi về hướng Vĩnh Hảo ở Hàm Thuận Bắc. Series mà trong một tháng vừa qua mình post liên tục những clip về cao tốc Phan Thiết ấy, là do một chuyến đi của mình đi từ Sài Gòn ra Phan Thiết là gồm rất là nhiều đoạn, và nếu mà mình bắt một lần á thì các bạn xem rất là chán, cho nên mình chọn những cái phần nào quan trọng, những cái điểm ra vào, những ngã tư, ngã ba, những đoạn mà người ta sẽ xây những cái cầu phượt, những cái vòng xoay cao tốc lên hoặc là đi lên đi xuống, để mình chọn ra rồi mình đưa cho các bạn xem, mời các bạn cùng xem nhé. Chứ mà các bạn là cái con đường mà đã dựng cái dải phân cách cứng giữa hai lane nên chiều đi và chiều về so với cái mặt bằng những cái tuyến đường khác á, ở khu vực Phan Thiết á, là cái độ cao của cái mặt đường á, nó khá là cao so với những mặt đường hai bên. Lý do là nó khu vực ở đồi núi nên khá là cao, và cái giải phóng mặt bằng của nó khá là nhanh, bởi vì khi mà nhà nước chọn làm cái tuyến đường cao tốc á, là nó đã đi qua những khu đất nông nghiệp và đất đồi núi, cho nên cái việc mà đền bù nhanh lắm, mặt bằng rất là rộng rãi. Tuy nhiên có một số hạng mục công trình về cái an toàn như là đường hàng rào nè, đèn điện nè vẫn chưa làm các bạn. Chắc là mình nghĩ là bị vướng bận những cái kinh phí nó chưa thỏa đáng hay sao á. Tuyến này là đi về Vĩnh Hảo, mà từ đây về Vĩnh Hảo còn xa lắm, nhưng mà tới một đoạn khoảng tình nghĩ là khoảng gần 2 cây số nó sẽ tới đoạn ngã tư quốc lộ 28. Cái chỗ đó là thị trấn Ma Lâm. Mình nghĩ rằng là các cao tốc này làm xong thì cái tích kinh tế ở khu vực này sẽ rất là mạnh. Có vẻ như chỗ này người ta ưu tiên là làm sớm hơn những cái đoạn mà mình đi qua khi nãy. Đèn điện cũng dựng tạm thời dựng sơ sơ, hai bên thì đường trải nhựa cũng khá là đẹp, chắc trải 2-3 lớp rồi các bạn. Mà các bạn nhìn này, cái con đường này trước mặt các bạn nó cao hơn so với những đường xung quanh. Mình có thể khu vực này là khu vực sông đạch hay sao, cho nó dựng cái cầu bê tông nè đấy. Bởi vì mình nói là sông rạch nhiều mà đồi núi cũng nhiều. Đây có vẻ như là cái lán trại của công nhân đó các bạn. Họ làm xong, họ thi công xong, họ ở đây luôn. Để cho tiện cho việc mà thi công công trình làm cho nó nhanh, đúng tiến độ á. Đây có xe lu nè, xe xúc nè, xe chở đá, chở đất nè. Đó. Chắc chỉ huy công trình nằm ở đây luôn á. Và một cái đoạn này tận dụng những cái nguồn nhân lực tại địa phương đó các bạn. Trước mặt các bạn là cái cây cầu bắc ngang qua. Như đây là kế bên cái cầu này có một cái con đường, chắc là một cái ngã tư nào đó, thì cái cao tốc đi ngang qua thì chắc chắn là xe bình thường họ đi không đi ngang qua được, bắt buộc phải là hai một cái cầu vượt. Ở chỗ này đường
chải nhựa, thấy mình đã chải 2-3 lớp nha. Thấy khác hẳn so với những đoạn vừa rồi. Đây nó ở gần cái thị trấn Ma Lâm, chắc là gần khu dân cư, cho nên họ ưu tiên cho việc mà đi lại nhiều. Nhìn thấy đường xá có vẻ nó khác hẳn các bạn. Đây lại qua một, sắp sửa qua một cái cây cầu nữa nè. Cầu này cũng dạng cầu bê tông đúc sẵn, cũng mặt là cũng khá là cao các. Qua cái cầu này là tới, đi một đoạn khoảng một cây nữa mình sẽ tới cái thị trấn Ma Lâm. Hai bên đường thấy ở giữa vẫn chưa có giải phân làn, giải phân cách cứng á, chắc cũng còn hơi sơ sài. Đây mới nói là có rồi, đây đây có lẽ đây là một địa phận của thị trấn Ma Lâm rồi nè, nên họ ưu tiên họ làm nè. Đấy, nhìn đường có vẻ như bờ rồ hơn so với đường khi nãy, đèn đường vẫn chưa lắp lên. Các bạn thấy cái mật độ của đường nó khác không? Cái đường này nó cao hơn so với đường bằng nền hai bên. Đó, những cái cây cột đèn dựng lên rồi nè. Đấy. Chứ mà các bạn là cái cây cầu vượt, thêm một cái cầu vượt nữa. Mà mình nghĩ cái cây cầu vượt này là kế bên đó là cái con đường, nó đường ở đường quốc lộ 28 đó các bạn. Sẽ có một cái vòng xoay đi lên, nếu cái đường này to. Tại vì khi mà ta đi cao tốc xuống, ta không biết xuống đường nào, chắc chắn phải xuống đường này. Thì cái đường xuống sẽ là có một vòng xoay họ đã đi xuống. Nam mình post một clip này khá là dài để mô tả toàn cảnh từ một đoạn khu từ Vĩnh Hảo đến Vũng Mây, thì cho các bạn thấy là nó như thế nào. Chứ trước giờ mình post những cái clip mà lắc nhắc chỗ ngã tư ngã ba, nên có thể các bạn không có hình dung ra được hết. Thì nay mình post thì chúng ta tưởng một đoạn này khá là dài, thì chắc cũng sợ các bạn chán cho nên mình làm tới đây thôi. Hẹn gặp các bạn lại lần sau nha, bye bye.